Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Dung Hoa đây. Thế hôm nay mình sẽ tiếp tục phiên của Fritz. Thế hôm nay mình sẽ chơi gọi là cái con cá này các bạn ạ. Một con cá ăn cỏ, người ta gọi là tên gì đây? Tên là Shamuan Jinja đây. Con này là một con cá ăn cỏ thì trước video không dùng làm channel ký nhạc là em sẽ cố gắng từ một nhân 100, từ sức mạnh từ 1 nhân lên 100. Ui ôi rồi, sao biển đây là các bạn đấy. Thì mình là một con cá ăn cỏ, sức mạnh rất là yếu đuối các bạn ạ. Đây, liệu chúng ta có thể xây dựng nên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Mẹ của mình, mẹ loan của mình kìa. Mãi mình mới có một tí, mình mới cắn được một tí, bọn này lao vào nó ăn hết. Mà chúng ở trong cái xã hội này ấy, trong xã hội này ấy, kìa, kẻ mạnh gọi là chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh bạn ạ. Ok, đến đúng nước nhà đó mình sẽ quay lại mình xử đẹp đấy trời ơi luôn. Rồi mình chưa thấy cái gì để mình ăn nhờ, mấy cái ngôi sao này thì mình ăn vào là không phải mấy cái kia nhím biển bạn ạ, ăn vào thì lại đau răng đau mồm đau đít các kiểu. Map này thì tiếc là lại ít đấy bạn ạ, nó lại gọi là ít sao biển đi đấy. Ok, ăn chứ. Ok, sẽ làm đi ăn hồi. Không làm gì đâu. Ăn hồi. Chạy. Ăn hồi xong rồi. Một miếng thịt. No. Mình sẽ cắn miếng thịt ra xong ăn luôn các bạn ạ. Ăn luôn. Thịt của mình hay quá. Ui giời, ăn đúng hai miếng thịt. Ui, cắn con Beastbot kìa. Đồng đội ngu dốt. Đồng đội lao lên ăn tham nam. Đấy, cướp nó phải như anh nè. Nó phải lướt lẹo quá nạ. Đấy, trời ơi, ngon thế nhờ. Ok, cái dưới này Barracuda đang cắn đồng đội mình. Ăn luột nhén. Cá Barracuda. Con này Barracuda. Ôi, hai con nó chuyển hướng rồi. Con cá mập sao đi kìa. Ôi dồi. No, Barracuda ơi. No, nó chuyển sang tấn công mình rồi các bạn. Không, mình mãi mình mới lên được level này chứ đâu phải dễ đâu. Vâng, mà con ơi, mình đang tổ lái lươn lẹo luôn lách. Còn kia nó có dí ngay sau đi. Căng quá nhờ. Ok, mình sẽ cắt đuôi chúng nó. Mình phải cắt đuôi chúng nó các bạn ạ. Ok, cuối cùng nó cũng đổi hướng được bạn. Ok. No. Mình không thể cắn lại nó đâu. Mình chết rồi. No. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thế lên level cắn cái này lại chết nhanh chứ thôi kệ đi. Mình đành phải cắn thôi. Chấp nhận bạn ạ. Ok, mình chấp nhận mất máu xem mình có chết được không. Vâng bạn ơi, liệu chúng ta có thể một mình xây dựng lên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Ok. Ồ, khéo mình tự mình cắn này mình chết đấy. Sao mình chết rồi? Ôi mình không nổi được cái đấy luôn bạn ạ. Ok. Hay quá, mình hồi sinh ở đây. Ngon, mình tự nhiên mình hồi sinh ở chỗ này. Còn cá bảo kia nó sẽ cắn mấy cái con. Ok bạn, anh ơi cắn. Đấy, cắn con đấy đi. Mình hít bạn ạ. Ok. Oh no. Ui mình nhỏ, mình bơi nhanh mãi rồi ạ. Ok. Rồi mình sẽ đứng ra góc này cho con cá mập kia nó đi cắn với con khác đi. Mình sẽ tìm xem có những con nào mình ra tay không nhỏ. À này, đuổi con này này, đánh đuổi con này này. Cắn con này, đừng cắn em. Ui no. Nó cắn con nào kia. Ô kìa. Hay quá bà con ơi. Đuổi cắn đi. Bọn này không nghe thấy mình nói gì à? Đuổi cắn con đấy. Hay ui giời. Mẹ cá mập kiểu gì mà không biết đuổi cắn này. Cá mập làm gì đấy? Mình phải làm như mình nè. Chỉ có làm thì mới quan. Mình y Thanh ơi, em. Con cuội cắn đau ấy cứ ta. Ok, nhưng mà nó bỏ chạy tức là nó sợ mình. Mình cũng đã bắt đầu giang hồ đưa tin thằng Dung đấy, ba bá đạo quá. Thế bọn này nó chạy sạch rồi. Đéo tin. Ô
có má lịch bản đấy, có ô, có rủ, có bàn đạp, có xe hơi, có ô tô, có lúc ấy rồi đấy, có mấy em gái xinh tươi rồi. Vì thế bọn này thấy mình sợ liền. Ok, úi giời, bọn này thấy mình phát sợ luôn. Để thế nào giờ trở thành đại ca giang hồ vệnh váo ngay ngang. Ui, ui, nhưng mà không được vệnh váo bọn này đâu nhá, chúng nó này lại cho gọi là đánh bom liều chết, đánh tắm xỉ hơi, tuyển thi dân chơi của các dân chơi. Ok rồi, mình xem là có những con cá nữa to không nhỉ? Không, ý mình không phải con to. À đây có con tôm này, nhưng thôi, mình sẽ gọi là mình sẽ chờ ngư ông đắc lợi. Vâng, mình sẽ sử dụng tuyển thi ngư ông đắc lợi các bạn ạ. Ok, ngư ông đắc lợi, ngư ông đắc lợi, chờ các bạn này, chờ cho bọn đánh nhau, chờ đợi là vàng gian nan thử sức. Ok, cái con này ai lại ăn thịt thế, đâu ai lại gọi là đi ăn thịt đấy bao giờ, đúng không? Ok, tầm tầm tè tè lại có mấy con cá mập đúng rồi, bên ngay mà có con cá mập kìa. Rồi có con gì trong này nè, như con tôm vậy. Ồ, đúng luôn. Vâng, chạy ê hắn phắn lẹ. Ok, mình sẽ đi ăn con Nemo Nemo này. Ok, giờ mình cắn một đam ở đây. Nhưng mà không ăn thua vào đấy đâu, vào đấy nó cắn ra phát chết luôn đấy. Ok, mình mãi mình lên được level 9. Giờ mình cần mấy con cái con cá ăn cỏ mà nó to cơ. Như nãy mình chạy khỏi địa bàn ấy rồi, trên này mới có này. Đây rồi. Đây rồi bà con ơi, chính là nó, không ai khác chính là lọ bạn ơi. Ok, mình sẽ cắn con cá nhiều màu này, cắn con cá này cơ má. Ấy à chạy à ở đâu có số có má này các bạn, có ô có dù lại bọn này thấy đại ca giang hồ cá một món, cá không có răng dùng một đấy bà, thế nó chạy đấy. Vâng, bắt đầu có thành đại ca giang hồ từ một con cá bé tí, gọi là thằng nghèo rách mùng tơi. Mùng tơi còn có chả có màu rách, chỉ có quả ôi dày vò nó chết luôn này, nó chết rồi đấy. Ok, trời ơi, có số có má có rủ đấy bọn này, bọn cua này cắn 4 phát 2, 5, 6 phát là chết rồi, tưởng thế nào chứ mấy bọn này gà đấy. Mình thấy là mình có ô có rủ má có số, mình cũng chán bọn ạ, mình thấy mình mạnh quá cũng chán luôn. Bọn kia nó chạy ra. Mẹ nó trùm dẹp đã. Ai à, con này nó vùng vẫy để chạy này, nhờn này. Hẹo chưa? Hẹo chưa? Thấy đại ca chưa? Ok, mình sẽ xuống kia mình xử lý con cá một bụi đầu búa bạn ạ. Ok, đầu gấu luôn mèo anh còn ăn được, nó gì đầu búa đấy. Mấy cái đầu búa này anh cân hết nhá. Rồi, 60 rồi. Xuống đây xử lý. Ái à, con cá mập đầu gấu luôn mèo kia mình thấy chưa? Đại ca này. Đại ca này, thấy giờ mình thấy đại ca chưa? Hả? Không thấy đại ca này 30 chưa? Đầu gấu đầu mèo à? Đầu gấu đầu mèo này danh con, mày đặt đầu gấu đầu mèo nhá. Anh em nhờ. Ui giời, một ui, bắt chữ ô mồm chữ a này, con nhìn này, bắt chữ ô mồm chữ ô, bắt chữ a này. Ok, mình sẽ trở thành con cá bá chủ đại dương luôn. Vâng, con này, thằng danh con này mình sẽ ăn hết. Mình sẽ trở thành bá chủ đại dương, là thiên đường của kẻ ác, là chế tác của mình, là sáng tác của mình bạn ạ. Đấy, ok, là 99 lên 100. Đâu con nào đấy, ui giời, ôi mình thế là mình cắn phải ấy, con là mình cắn phải kia. Vâng, mình sẽ vào đây đâu, đây là ai ạ? Cá mập đầu gấu đầu mèo của chúng tôi nè, thích đầu gấu đầu mèo nhờ anh em nhờ, đầu gấu với chả đầu mèo đúng không? Ừ, thôi chắc là video này của mình đến đây kết thúc rồi nha các bạn. Nếu có ai có chừng like xem được ký nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.